hiện tại cái cuộc sống của cô đó là như thế nào? Cô là vẫn đi làm nghề mình. Dạ. Vẫn đi học. Dạ. Vẫn đi dạy. Đi học gì nữa cô? Gì cô? Trời ơi, cái não của mình mà mình không kích thích nó đó thì nó sẽ bị ù lì và nó sẽ bị chai. Dạ. Tại vì từ nhỏ đến lớn là cái bên nội đó là cái khoa bảng, tức là phải có danh dĩ đúng không? Dạ. Cho nên là cái khi mà cô đi hát đó, thì bên nội nói là ba dạy con không có nghiêm. Cho nên mới sinh ra một cái đứa mà sướng ca vô loài. Mà lớn lên thì cô hiểu rằng không phải là miệt thị, mà cô cũng tự ái 6000 lắm á. Tức là đổ tiến sĩ rồi mới về quê nội nha, cho mọi người biết. Xong rồi về cái rồi mọi người nói trời cái con này nó thì ghê luôn á. Tức là cái việc mà cô đi học tiến sĩ là cũng vì là đi rồi để mang một cái danh dự về cho gia đình rồi mình mới tiếp tục cái sự nghiệp ca hát của mình hả cô? Không, lúc về thì là cô nhỏ mọn vậy đó, chứ còn cái lúc đi học tiến sĩ thì không phải thế. Cái chữ cải lương chi bảo đó nó làm cho cái hành trang đời người mình nó nặng lắm. Dạ. Tức là cải lương trăm năm mà có một mình mà người ta kêu như vậy, trời quỷ ơi làm cái gì cho cải lương đây nè trời. Một cái ngành nghề rất tuyệt vời của dân tộc mình, tức là một cái sân khấu mà nghệ thuật truyền thống mà rất văn minh. Dạ. Cải cách hát ca theo tiến bộ, lương truyền tuồng tích sinh văn minh. Thế nhưng mà vì cái dòng đời nó trôi nổi như thế. Dạ. Cho nên những người làm cải lương không có thời giờ đi học. Dạ. Và người ta thấy rằng cải lương dốt. Dạ. Cải lương sến. Cải lương thế này nọ, tại sao mà nói nặng như thế? Trong khi một cái câu của cải lương là người ta có thể làm một cái luận án tiến sĩ mà không biết bao giờ mới có thể xong được. Một cái câu văn của tác giả Hoa Phượng: trên cổ thụ kia còn có thiếu gì loài chùm gửi, thì đừng có trách sao trong lòng quân tử đôi lúc có những ý nghĩ bần tiện của kẻ tiểu nhân. Hay không? Trời ơi! Chưa? Một cái bài vọng cổ của anh Hoa Phượng mà em có thể hiểu được văn hóa của một cái miền. Cứ mỗi lần tôi thấy bóng ô môi mỗi điểm hồng trong gió chương, mỗi lần nghe tiếng quét bánh phòng rộn rã đón xuân sang, mỗi lần về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngài thấy nhà chợ Trường An, là mỗi lần tôi nhớ đến mùa xuân của đầu năm binh lửa. Có ai sống năm 45, 50 sau đó có ai mà biết không thể biết được rằng là ở đó nó có bánh tráng không, ở đó nó có cái tất cả những điều đó hay không? Ủa mà sao nó cái lương sến kỳ vậy? Sao dám nói cái lương dốt? Yeah. Thì từ những cái đó Ngọc Lan, cô cảm thấy rằng mình một con én không đem lại mùa xuân, nhưng dù sao cũng nên có một cái con én để báo tin. Dạ. Dạ. Hay quá. Cái câu này hay quá. Câu quá đã luôn. Và đó là cái hành trang cô lên đường. Thì lúc là tất cả các bác sĩ đều nói là bà Tuyết kiếp này không có con. Thì cho nên là với ông Tâm Lan mới thôi. Chứ còn một người tốt như vậy mà sao mình thôi được trời. Cái ông này ông tốt một cách không thể nói được. Nhưng mà vì ổng là con trong một cái gia đình theo Khổng giáo, cho nên con trai lập gia đình rồi phải có con mà con trai để nối dõi tông đường. Thì thấy ông đau khổ vì cái chuyện đó quá, cái cô mới nói với ổng, cô nói là thôi em trả anh về với gia đình hả? Trời, giống như tuần cái lương vậy đó. Trời. Trời ơi, cái nói ông gì? Cái ông nói mà giờ hai đứa thương nhau quá sao thôi giờ. Trời, con người phải có chữ hiếu là trọng, cũng bắt đầu nói giống như mình đọc trong sách đó. Hiếu thảo là trên hết. Dạ. Thấy không? Thôi đi, mai mốt anh có vợ khác. Trời thôi, trong một cái kiểu vậy đó, tức là gặp người đàn ông tốt nè, mọi thứ danh vọng đàng hoàng nè. Ủa mà sao không được ở kỳ vậy? Cô nói cái số lạ lùng gì thấy ghê vậy. Thôi vậy thôi, không thèm nữa, thôi đi chơi. Là quyết định là vậy đó. Đó, những cái việc đó là nó đều bất chợt trong cái dòng sống này hết. Dạ. Cô có thể cho con biết sơ sơ về cái tuổi thơ của cô không cô? Tuổi thơ mắc cười lắm. Tức là 8 tuổi thì ba có má sao. Dạ. Rồi mẹ mất, bị tai nạn xe đụng, chở đi bệnh viện thì tới khoảng 10 giờ mấy là mẹ cũng mất. Mà rất tỉnh, là chỉ chỗ này là chỉ có trầy môi chút xíu thôi. Nhưng mà ra dấu các cô với lại bà chị, cô có một người chị. Chị lại nói, chị dặn câu là má chết, hai đứa ở lại một mình, ráng sống sao để cho người ta thương, đừng để cho người ta chửi là đồ chết cha chết mẹ. Tức là một câu dặn đó thôi. Mà cô mang suốt cả một cái hành trình đời người của mình, cô làm việc gì cô cũng nhớ tới mẹ, nghĩ rằng mẹ ở đâu đó mẹ thấy rằng mình đã làm việc rất đàng hoàng, tức là mình đã sống rất trung thực. Mỗi lần có chuyện gì mà bực mình quá, hoặc là khó chịu quá, hoặc là cay đắng quá chẳng hạn gì đi, là nói chuyện với mẹ. Đi đâu ở trong bóp lúc nào cũng có hình mẹ, mà đi đâu cũng có cái hình mẹ đó, hình vai lớn vậy đó. Xong mà đi qua bên viện Hàn Lâm Anh cũng vậy, để trên bàn học.
Mỗi lần có gì mình cảm thấy nhìn mẹ là mình có thể mình vượt qua được hết. Cô có một cái mối tình rất là đẹp, mối tình đầu với danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lan. Phạm Huỳnh Tam Lan. Tất nhiên là con làm đào hát thì rất là nhiều người mê con. Thì lúc đó là ông bầu Dạ Lý Hương đó, ông mời nguyên hết toàn bộ cầu thủ đi xem hát. Thì là anh Hoàng Long này kia, mấy em kép ở trong đoàn đó mới nói nè, bà Phước ra đây coi đi, cái tay mà thủ quân đó, đó thấy đẹp trai chứ sao không? Lên sân khấu như thần, như rồng. Chứ là đại khái nghe nói vậy thôi. Thì cô không có khái niệm. Thì lúc coi xong rồi đoàn mới chúc là chúc phúc để mà đi thắng trận. Thì lúc đó là Việt Nam thắng giải Medeca về lần đầu tiên. Yeah. Mình thắng ở Á Châu đó. Ông Tâm Lan ông mới gọi điện thoại, ông nói là ông xin phép ông ghé vô hội trường Tâm được không? Cái cô nói được mà đâu sao đâu. Thì cũng biết rằng mình vô trong trường mình lắp con mắt lo hát hát thôi, đi tới đi lui tới lui. Ngồi đợi cho tới khi cuối hết hát. Cái mới nói là bây giờ nói chuyện với nhau chút được không? Tại vì ông hiền lắm. Trời ơi, tôi nói ông hiền mà hiền thiện thiết thương luôn á. Cái nói trời anh nói đi có gì đâu. Thí dụ giờ mà về cái mình nói gia đình đi cưới bà Tuyết chịu không? Lần đầu tiên đi coi là đi nói coi vậy đó, luôn đó hả? Nhưng còn mà cái lần này thắng về gặp để cảm ơn. À đó. Dạ dạ. Nhưng mà nói vậy đó. Cái cô nhìn ổng, cô nói cũng được thôi chứ đâu có chuyện gì. Mà trong thâm tâm cô lúc đó thì cô chỉ nghĩ rằng mình có cái bà dì ghẻ mà mình đi hát, mà đào hát đó mà người ta ưa nói là lấy bậy lấy bạ, cái kiểu giống vậy đó. Dạ. Không đàng hoàng đâu. Bây giờ mình phải có một cái đám cưới rần rộ, mà đám cưới danh vọng dính dữ dữ dội để cho cái bà này nè, bà không được coi thường mẹ mình. Dạ. Cái nói được rồi. Cái ông nói thôi vậy được rồi, để anh về nói gia đình nha. Cái thôi, rồi thôi cũng dòng sống cũng đi qua. Cái đâu tới chừng 3 tháng sau, cái thấy bên gia đình đi lên nói chuyện với ba. Cái ba nói con thấy sao, làm như tử tế lắm vậy. Dạ ba quyết định sao cũng được. Thiệt ra là đã có sự tính toán sắp xếp trước rồi. Thì mình cũng đã mánh mông rồi. Dạ. Thì nhưng mà mắc cười đấy, tức là mọi việc nó đơn giản như thế. Dạ. Tức là muốn có một gia đình đàng hoàng với một người đàng hoàng trong cái đầu đời của mình. Thì cho nên sau khi vậy rồi mới không có bi kịch với một người tốt, nổi tiếng như thế, cả nước như thế. Mà rồi vì một cái lý do gì đó mà không sống được với nhau. Nhưng mà lúc đó là chia tay chắc là cô với chú cũng đau khổ lắm hả cô? Tức là 9 giờ tới 12 giờ là tập tuồng. Dạ. Cho đoàn. Cưng mà bỏ tập tuồng là bị kiện. Dạ. Thừa phát lại là bị bằng. Dạ. Tại vì ký hợp đồng mà. Dạ. Rick low lắm, giống như Hollywood vậy đó. Rồi là tập tuồng xong thì 1 giờ đó là cho tới 6 giờ đó là tu dĩa. Rồi xong về hát 8 giờ cho tới 11 giờ. 11 giờ ra cái mở rồi, cái nằm ngửa vậy. Mọi người remake rồi xong rồi làm trở lại để mà đóng phim. Dạ. Yeah. Thì 2 giờ đóng phim cho tới 5 giờ sáng. Trời ơi, coi còn nhiều người. Cô phải có một cái phòng riêng ở trong cái bệnh viện Grand. À. Tức là coi như là bữa nào mà khuya quá mà thiếu ngủ này kia đó thì làm xong xuôi hết rồi là vô bệnh viện nằm. Thì con coi đâu có từ giờ đó ông buồn. Dạ. Mà hai đứa lặng lẽ nha, tại vì sợ báo chí làm scandal. Dạ. Yeah. Hồi đó là cứ ngày nào cũng có thấy tên trên báo chí. Cái một hôm đó cũng 6 tháng rồi, cô đang ngồi ở trang vậy nè, cái cô làm cái ngồng vào buồn liếc. Trời, gì vậy? Vũ gì vậy? Ôi rồi. Thì lúc đó ngồng vào buồn liếc mới biết đó. Lý do tại sao lúc đó cô lại khóc? Cơ thể mình nó kỳ lắm không? Dạ. Cái lúc mà con muốn nhớ thì nó không nhớ. Dạ. Nhưng mà giống như là con bị dồn nén nhiều quá rồi đó. Thì giống như cái bình nó bung lên vậy đó. Dạ. Sau đó rồi là cô tính đi chơi đã đi. Tức là để cho sau này mình đừng có tiếc phải không? Học đủ thứ chơi cho đã. Đi hát, đi nhảy đầm, đi này, đi nọ, đi. Cứ biết ông lái xe từ rạp Quốc Thanh á, mày về Thủ Đức đó 7 phút. Từ rạp Quốc Thanh. Trời ơi. Khùng mà. Trời ơi quậy quá trời quậy rồi. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết ơi. Thì vậy đó. Thì mới đi chơi này kia rồi cái thì gặp đại gia này từ bên Pháp về. Có hai cái bằng tiến sĩ. Hồi có lập gia đình á. Nè để nói cho biết nha. Ở nước ngoài về đúng không? Không biết phải không? Nói trước cho biết. Đây là đào hát cải lương nè. Con của tổ nè. Làm sao mà lấy tôi một thời gian mà tôi ngày càng đẹp hơn á. Thì cái đó tổ sẽ ủng hộ nghe chưa? Còn mà đụng tới tôi mà làm trước mặt tôi hay là đụng tới người tôi làm cho ra một cái tổ hại chết. Ông nói trời ơi, làm gì mà hâm thấy ghê luôn vậy. Nhưng mà mình nói trước đi để sao khỏi mất lòng. Để nói rằng từ lúc sống cho tới ông qua đời ông có không có nói tiếng nào nặng nề gì hết trơn. Mà toàn bộ để dành cho cô hát đàng hoàng. Đó, thì cô nói rằng mình yêu nghề quá đi. Cho nên là có thể là người tình mà của cô từ suốt cả từ hồi nào tới giờ trong đời cô hình như là cô yêu cải lương thôi. Dạ.